Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, công tác dân số đã có sự thay đổi toàn diện cả về nội dung và cách thực hiện. Số con trung bình của mỗi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiện nay là 2 con, giảm 4 con so với năm 1961. Tốc độ gia tăng dân số nhanh đã được khống chế thành công. Việt Nam đã đạt mức sinh thay thế từ năm 2006 và duy trì vững chắc trong suốt 15 năm qua. Từ năm 2007, nước ta bước vào thời kỳ dân số vàng, chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt, tuổi thọ trung bình tăng nhanh, dân số đã có sự phân bố hợp lý hơn, gắn với quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. Nước ta cần chuyển trọng tâm từ chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Quyết tâm thực hiện thành công nghị quyết 21 NQTU và chiến lược dân số đến năm 2030, công tác dân số đặt mục tiêu giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố và nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững. Tự hào 60 năm ngành dân số, vì một Việt Nam phát triển bền vững.